Xin chào mọi người, mình là Cường IT. Ở đây mình có cái trò chơi này, khi mình mở lên đó thì nó bị lỗi màn hình xanh. Đó, như các bạn đã thấy này. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa cái lỗi này. Cái lỗi này thường xảy ra trên Win Win 10. Để mình thoát cái game ra cái đã. Rồi, ở trên màn hình các bạn nhấn chuột phải, chọn đó là NVIDIA Control Panel. Đây. Rồi tiếp theo ta sẽ nhấn vào Change Resolution. Ở đây, dòng này đây. Các bạn kéo xuống. Ở đây chúng ta sẽ tích vào cái là Use NVIDIA Color Setting. Đó, ok. Rồi các bạn nhấn apply là ok thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vào lại game. Game lúc này đã bình thường, hoàn toàn không bị lỗi gì cả. Chúc các bạn thành công. Tôi là Cường IT. Nhớ like, share, subscribe channel của tôi nhé. Bye.